Cá thần đền ơn. À, mẹ về rồi. Mẹ ơi, mẹ có để dành cho con không? Có chứ. Cảm ơn thần sông vì đã mang nước đến cho cánh đồng hoa của mẹ. Mẹ này, nếu ngày nào con cũng tặng hoa cho thần sông thì đến một ngày con sẽ được gặp thần sông, phải không mẹ? Thần sông có muốn kết bạn với con không mẹ? Mình bán thêm buổi đêm thì chắc sẽ sớm gom đủ tiền cho Mimi học mẫu giáo. Trẻ con mà, chắc nó thèm có bạn chơi cùng lắm. Mình không nhớ đường rồi. Cậu đi đâu đấy? Ồ, tớ đi đón mẹ. Mà tớ quên đường rồi. Cậu đừng sợ, tớ đứng đây với cậu, chờ mẹ cậu về qua đây nhé. Mà cậu là ai? Tớ là thần sông. Cậu là thần sông thật á? Sao cậu trẻ con vậy? Thì người ta là thần sông đang học mẫu giáo mà. Thần sông cũng giống như các cậu thôi, cũng phải đi học mẫu giáo, rồi vào lớp 1, rồi lớn lên mới đi làm thần sông. À, ra thế, nhưng mà tớ không được đi học mẫu giáo. Ồ, thế hả? Thế thì không có bạn chơi cùng rồi. Mà không sao, tớ sẽ chơi với cậu. Thật nha, thần sông mẫu giáo. À, này, cậu có nhận được hoa tớ tặng không? Có chứ. Cậu có thích không? Cũng bình thường. Cũng bình thường thôi hả? Thế từ mai tớ không tặng hoa cho cậu nữa nha. À, không không, ý tớ là tớ rất thích, rất cảm ơn cậu. Cho cậu đấy, lúc nào cần tớ giúp gì, cậu cứ đưa giọt nước ra gọi là tớ đến ngay hả? Ừ, hứa nhé. Hứa. Bao giờ mẹ cháu về ạ? À? Sáng mai bảo tàng là mẹ về ngay thôi. Sang nhà bác ngủ một giấc, mở mắt ra là mẹ cháu đã về rồi ấy chứ. Nhà cô Na có biết đường mở lại bên kia chờ bảo tang không? Nhớ đâu có lo chạy về với con không biết chừng. Tối qua bão to nhỉ, nước sông dâng cao lắm, tôi còn chả sang sông lấy hàng được. Nghe nói có người bị nước sông cuốn đi đấy. Mẹ ơi, nhanh về với con. Lúc nào cần tớ giúp, cậu cứ đưa giọt nước ra gọi tớ là tớ đến ngay hả? Ừ, hứa nhé. Hứa. Cảm ơn thần sông đã giữ lời hứa với tớ. Tạm biệt cậu, tớ đã làm sai luật trời nên tớ sắp tan biến rồi. Nhưng tớ rất vui vì đã cứu được mẹ cậu. Dù không gặp lại nữa, nhưng tớ sẽ luôn cầu mong cho cậu sống thật vui vẻ. Mẫu giáo, nếu tớ vẫn tặng hoa cho cậu mỗi ngày thì chúng mình đều sẽ gặp lại nhau nhé. Thực hiện giấc mơ. Mẹ ơi, sau này lớn lên con sẽ làm hiệp sĩ cưỡi ngựa đi cứu công chúa. Ngốc quá, hiệp sĩ chỉ có trong truyện cổ thôi, thời này làm gì còn hiệp sĩ. Thật hả mẹ? Hành động hầu hiệp, xử thế lịch sự và tấm lòng sẵn sàng tha thứ, đó là tinh thần hiệp sĩ. Tinh thần ấy sẽ tồn tại chừng nào còn có người sẵn sàng quên đi bản thân để mang lại niềm vui cho người khác con à.
Pony này. Không ngờ có ngày tớ được làm hiệp sĩ thật rồi. Tốt, cắt. Hôm nay quay đến đây thôi. Mọi người nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho ngày mai. Hugo, cậu chăm sóc Pony thật tốt vào. Mai là ngày quay cuối, tôi không muốn có sai sót nào đâu đấy. Hugo, để tớ cho Pony ăn được không? Tớ tự làm được, cảm ơn cậu. Cậu ấy sao thế nhỉ? Ai đấy? Hugo, cậu đang làm gì đấy? Cậu định đưa Pony đi đâu? Em trai của cậu muốn làm hiệp sĩ sao? Tớ cũng từng thế đấy. Ừ, Sam mê mẩn hiệp sĩ trong mấy cuốn truyện cổ. Lúc nào nó cũng lải nhải, muốn làm hiệp sĩ cưỡi ngựa băng qua những đồng cỏ. Nó ốm yếu từ nhỏ, chẳng biết còn chịu đựng được bao lâu nữa. Tớ muốn cho nó được làm hiệp sĩ một lần. Ngày mai quay xong, người ta sẽ đưa Pony đi. Tớ không còn cơ hội nữa. Cậu để tớ đi nha. Ôi Hugo, tớ biết cậu rất thương em, nhưng nếu cậu đưa Pony đi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của đoàn làm phim. Mà cậu cũng biết chậm tiến độ một ngày thì sẽ thiệt hại thế nào rồi đấy. Tớ không cần biết, tớ chỉ biết là em tớ muốn làm hiệp sĩ và tớ đã hứa sẽ mang một con ngựa về cho nó, thế thôi. Nhưng mà Hugo, lén lút đưa Pony đi trong đêm thế này không đúng với tinh thần hiệp sĩ. Cậu thì biết gì về tinh thần hiệp sĩ? Cậu chỉ là một diễn viên đóng vai hiệp sĩ thôi. Thời đại này làm gì có hiệp sĩ nữa. Tất cả đều hoang đường. Hoang đường như giấc mơ của em tớ vậy. Nhưng ít nhất tớ cũng sẽ cho thằng nhóc biết cảm giác được cưỡi con ngựa băng qua đồng cỏ như thế nào. Hugo, Hugo. Hành động hào hiệp, xử thế lịch sự và tấm lòng sẵn sàng tha thứ, đó là tinh thần hiệp sĩ. Tinh thần ấy sẽ tồn tại chừng nào còn có người sẵn sàng quên đi bản thân để mang lại niềm vui cho người khác con à. Đạo diễn, anh muốn làm hiệp sĩ hay làm quái vật? Ôi, anh Hugo, đúng là một con ngựa thật sự. Thì anh đã hứa sẽ cho em làm hiệp sĩ cưỡi ngựa băng qua đồng cỏ mà. Anh có nói dối em bao giờ đâu. Có chú ngựa này, hiệp sĩ Sam sẽ lên đường đi giải cứu công chúa. Cơ mà không biết quái vật có đáng sợ không anh Hugo nhỉ? Quái vật ấy hả? Bao giờ hiệp sĩ sẽ đi cứu công chúa hả anh? Xin chào hiệp sĩ Sam. Tôi là sứ giả của vua xứ mặt trời. Đức vua có lời nhờ hiệp sĩ đi cứu công chúa đã bị quái vật bắt đi. Đây là thư của đức vua, chúng tôi gửi tới ngài. Thư của nhà vua gửi cho em sao? James, sao đừng ngạc nhiên thế chứ. Còn nhiều chuyện hay lắm. Cậu chờ mà xem nhé. G-ư-ai-ươi hỏi gửi. S-a-m-a-m. S-a-m-sam. Ơi, anh Hugo ơi, thư gửi cho em thật nè. Thưa hiệp sĩ, đây là bộ giáp sắt và thanh kiếm báo đức vua tặng ngài. Nếu ngài có thể lên đường ngay thì tốt quá. Công chúa chắc đang rất mong ngài đến giải cứu. Em sẽ đi ngay. Hiệp sĩ, hãy coi chừng ta. Muốn cứu công chúa thì phải bước qua xác ta đã. Quái vật kia, có hiệp sĩ Sam ở đây. Người sẽ thua chạy te tua cho mà xem. Hiệp sĩ Sam, hãy cho quái vật biết sức mạnh của thanh kiếm báu đi. Quái vật, hãy xem đây. Đỉnh quá, thanh kiếm có phép thuật cơ đấy. Ta xin thua, ta xin thua. Đáng đời quái vật, giờ chúng ta đến lâu đài đón công chúa về thôi. Trời ơi, có ai tin nổi không? Một đạo diễn nổi tiếng như tôi mà có ngày đi đóng quái vật. Còn một chuyên gia khói lửa như tôi thì thành thế này đây. Nhưng mà vui đúng không? Đúng thế. Cảm ơn chàng hiệp sĩ dũng cảm đã đến giải cứu tớ. Anh Hugo ơi, em là hiệp sĩ thật rồi. Ừ, em là hiệp sĩ thật rồi. Cảm ơn cậu James. Thằng bé chơi mệt quá nên ngủ ngon chưa kìa. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Chưa bao giờ em thấy Sam vui đến thế. Xin lỗi đạo diễn và các anh. Em đã gây ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Em xin đền bù toàn bộ thiệt hại. Nhưng có thể để em trả dần được không ạ? Vì viện phí của Sam... Hugo, việc ấy cậu cứ để tớ lo. Không được đâu, tớ không thể nhận thêm lòng tốt của cậu nữa. Không, Hugo, tớ mới là người được nhận.
Chưa bao giờ tớ thấy tâm hồn mình rộng mở và ngập tràn hạnh phúc như thế này. Cậu biết không, nếu ai đó ấp ủ giấc mơ vì sự kỳ diệu mà ta có thể tạo ra điều ấy, thì khi đó cả hai bên đều cảm nhận được hạnh phúc. Không còn ai là người đi cho nữa, tất cả đều là người được nhận. Vậy thì các cậu hãy để chúng tôi được nhận niềm vui làm hiệp sĩ cùng với chứ. Tôi có ý này, tất cả niềm vui hôm nay chúng ta cùng nhận, và tất cả thiệt hại các kiểu chúng ta cùng chia. Đồng ý, đồng ý. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hôm nay tất cả chúng ta đều là hiệp sĩ, phải không sao? Khi bố dùng Facebook. Muộn thế này rồi mà con bé Vi vẫn chưa về. Con dám chắc chị ấy sẽ mang bộ mặt đưa đám khi về nhà cho coi. Mới chia tay người yêu thì vui vẻ sao được. Con chào bố mẹ. Về muộn thế con. Thay quần áo rồi ra ăn cơm luôn đi con. Dạ thôi, hôm nay con không muốn ăn cơm. Cả nhà cứ ăn trước đi ạ. Chị con có kể cậu kia ở đâu, là người thế nào không? Chị ấy cũng có nói gì với con đâu. Con chỉ theo dõi Facebook của chị nên biết thôi. Vi, dậy đi không muộn học con. Hôm nay con hơi mệt. Con đau ốm thế nào phải bảo bố mẹ chứ. Quay ra đây bố xem nào. Hôm nay con không muốn đi học, bố cứ mặc kệ con. Từ hôm qua đến giờ con bé chỉ nằm đó khóc lóc rồi bỏ ăn, bỏ học. Cứ thế này mãi thì không được. Cái gì thế này? Bố Vi đã bày tỏ cảm xúc về bài viết của bạn. Bố Vi đã bình luận vào bài viết của bạn. Không thể tin được, bố đang dùng cái Facebook mà ngày trước mình lập cho bố. Xem ra bố cũng bắt đầu thích sống ảo rồi đây. Vi ơi, Vi ơi, chỉ cho bố cái này xem. Bố định đặt mua cái kính trên mạng, nhưng người ta lại bảo bố check inbox cái gì đó. Không ngờ cũng có ngày bố hỏi con mấy cái này. Cái đó là check inbox. Bố đưa điện thoại đây con chỉ cho. Bố có thất tình đâu, sao mà nhìn bố sầu thảm quá. Có chuyện gì thế hả bố? Bố đàn chán quá. Không hiểu sao bài viết tâm huyết của bố đang ở trên Facebook nửa ngày rồi mà vẫn chưa đến 10 like. Thông tin bổ ích mà chẳng ai quan tâm. Bố phải có mẹo mới được nhiều like cơ. Bố phải làm thế này này. Kể ra trước kia mình và Vi cũng chẳng mấy khi ngồi nói chuyện với nhau thế này. Xem ra mạng xã hội cũng có ích phết. Có người bình luận vào bài viết của con bé Vi này. Cái gì đây? Vi ơi, nghe máy đi. Mọi chuyện không như em thấy đâu. Cậu này chắc là người yêu của con bé. Để mình vào xem mặt mũi, tính tình cậu ta thế nào. Cái thằng láo toét. Con bé Vi đã bảo không muốn gặp, mà nó còn không chịu buông tha. Được rồi, để mình nói cho nó sáng mắt ra. Bố xem bố đã làm gì đây? Tại sao bố lại viết bình luận giáo huấn anh Tuấn như thế trên mạng xã hội? Bố làm con thấy xấu hổ quá đi mất. Hay, bố chỉ nói cho nó biết đường tránh xa con ra. Con chưa gặp mặt hỏi tội nó là may rồi. Bố ơi là bố, chuyện của con, bố để tự con giải quyết đi. Bố làm vậy chỉ khiến con đáng thương hơn thôi. Tốt nhất là bố đừng quan tâm đến chuyện của con nữa. Cái con bé này, nếu mà tự giải quyết được vấn đề á thì đã không khiến cả nhà phải lo thế này rồi. Bố chỉ muốn giúp con thôi, chứ người dưng á thì bố mặc kệ. Con không cần, bố không làm gì là giúp con nhiều lắm rồi. Bố chỉ toàn gây thêm rắc rối cho con thôi. Nếu ông mệt thì giao cho cấp dưới đi thay một hôm. Hôm qua ông có ngủ gì đâu, hôm nay lại đi công tác xa. Bà không cần phải lo cho tôi, chuyến công tác này rất quan trọng, tôi phải đích thân đi. Bà ở nhà xem con bé Vi thế nào, lựa lời mà khuyên bảo nó. Cái con bé này, được chiều nên sinh hư rồi, để nó vậy tôi sẽ mắng cho nó một trận. Ấy ấy, bà đừng có làm thế, tính tôi nghĩ gì nói nấy, cũng không biết sẽ làm con bé khó xử như thế, chắc tại thời đại của mình khác chúng nó. Giờ chỉ muốn bỏ đi thật xa. Chuyện gì thế này? Sao con bé Vi lại viết lên Facebook như thế? Nó định bỏ đi đâu? Vợ mình bảo Vi hôm nay đến trường, nhưng gọi mấy chục cuộc rồi mà con bé không nghe máy. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Cậu Nam,
cậu hủy lịch hẹn hôm nay cho tôi. Nhà tôi có việc, tôi phải về nhà gấp. Vâng. Thế cậu viết trên Facebook thế, mình tưởng hôm nay cậu nghỉ học chứ. Mình cũng định vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, có khi mình còn phải cảm ơn bố. Nếu không nhờ bố, chắc mình còn bị anh ta bám đuôi dài dài. Đối với một kẻ như anh ta, dứt khoát càng sớm càng tốt. Ôi, mình để chế độ im lặng, cũng không để ý điện thoại. Có việc gì mà cả bố, mẹ và em gái gọi cho mình mấy chục cuộc thế này? Ơ, bố còn nhắn tin trên Facebook nữa này. Vì ơi, con đang ở đâu? Bố xin lỗi, tất cả là lỗi của bố. Con đừng bỏ đi đâu cả. Về nhà với bố mẹ đi con. Chết rồi, mình quên mất bố cũng dùng mạng xã hội. Chắc bố đọc được, lại tưởng mình bỏ đi thật. Nhà cậu có chuyện gì hả Vi? Kìa, chẳng phải bố cậu sao? Bố ơi, con ở đây nè. Con làm cái gì thế này? Bạn bè, thầy cô cười cho bây giờ. Cười thì kệ người ta. Bố làm con nhớ đến hồi nhỏ quá. Vui nhất là những lần bố đến trường đón con tan học. Cái con bé này, bố mẹ cho con ăn học tử tế, mà sao lại thiếu suy nghĩ thế hả? Con định bỏ đi đâu? Với ai? Tiền đâu mà sống hả con? Bố mẹ bình tĩnh đi, con chỉ buồn buồn nên viết linh tinh trên mạng xã hội thôi à. Chứ thật sự, con không có ý định bỏ đi đâu cả. Con xin lỗi vì làm bố mẹ phải lo lắng. Con có biết bố con đang đi công tác phải bỏ về giữa chừng không? Ông ấy trước kia ghét cay ghét đắng mấy cái chat chít internet, thế mà giờ lại chịu mày mò học cách sử dụng. Ông ấy làm tất cả chỉ vì muốn gần gũi, chia sẻ với con thôi. Bà cào nhàu con bé làm cái gì? Nó không sao là may mắn rồi. Con xin lỗi bố, từ nay con sẽ không như thế nữa. Hờ bà xem, hồi nhỏ con bé cũng toàn nói thế mỗi lần bị trách phạt. Niềm vui của con. Bin sao thế? Không thích máy bay nữa hả? Con chơi máy bay chán rồi. Mẹ, con ra ngoài chơi với các bạn nhé. Bin không nghe mẹ dặn sao? Ở ngoài đường bụi bặm rất bẩn, lại toàn người lạ. Con cứ chơi ở trong này cho an toàn. Chán chơi máy bay rồi á, mai mẹ lại mua tàu hỏa cho con nhé. Tàu hỏa con có rồi mà. Ừ, thế hay là mèo biết nhảy múa nhé, lạ lắm đi. Vâng ạ. À, lại thắng rồi. Mà có phải chị Lúa lại nhường em không? Đâu có, Hoa giỏi quá. Nè, quệt đi. Anh xem, chậu hoa để đây có lãng mạn không? Lúc rỗi em sẽ ngồi đây đọc sách và uống trà, tuyệt vời biết bao. Anh rất vui vì em thích ở đây. Công trình bên anh chỉ mới khởi công, ít nhất phải 5 năm nữa chúng ta mới trở về thành phố. Em đang cố tìm thú vui ở nơi đây, nhưng đây cái gì cũng nghèo nàn, lạc hậu. Hàng xóm toàn lao động nghèo, trẻ con đứa nào cũng nhếch nhác, không được học hành dạy dỗ tử tế. Em với Bin chắc chỉ quanh quẩn trong nhà. Em chưa quen thôi, em cứ năng sang hàng xóm chơi, làm quen là... Thôi thôi, em sẽ dành thời gian trồng hoa, đọc sách, viết lách những thứ em yêu thích. Cô Bin lại mở cửa chạy ra ngoài rồi, em phải ra xem thế nào đã. Em kệ con, nó cũng cần có bạn bè chứ. Không được, em không thích Bin chơi với mấy đứa trẻ nhếch nhác, bẩn thỉu. Cậu có cái gì đẹp thế? Máy bay điều khiển từ xa đấy. Nó có bay được không? Có chứ. Ấn vào bút ở bảng điều khiển là nó bay được như máy bay thật luôn á. Thích nhỉ? Thích nhất quả đất luôn. Tớ thì không thích nó lắm. Tớ thích có chị gái hơn. Có chị gái để chơi với chị như thế này này. Ừ, hai chị em chơi vui lắm. Đẹp quá. Đẹp hơn cả máy bay trong tivi. Bin. Mẹ, con chỉ ra chơi. Về ngay. Mẹ đã bảo con không được tự ý ra ngoài chơi rồi cơ mà. Chị Lúa, cái máy bay đẹp nhỉ? Ừ. Hay em bảo mẹ mua cho em nhỉ? Ngốc ạ, mẹ làm gì có tiền mà mua. Nếu có tiền thì mẹ đã mua quần áo mới cho chị em mình rồi. Ừ. Khoai, em làm gì đấy? Về đi, chị để phần cho em cái bánh rán ở nhà đấy. Em không ăn đâu. Tớ thích có chị gái hơn.
có chị gái để chơi với chị như thế này này. Sao thằng bé kia lại chơi cái máy bay của thằng Bin? Hay nó lấy cắp? Em phải sang hỏi cho ra nhẽ. Kìa em. Này cháu, sao cái máy bay của Bin lại ở đây? Cháu lấy nó ở đâu? Cháu, là Bin đưa cho cháu. Chắc nó đang nói dối. Chắc chắn nó đã lấy cắp. Thôi được rồi, cháu qua nhà cô sẽ hỏi Bin xem cháu nói thật hay không. Hả? Bin? Trời ơi, cái gì thế này? Bin, con bôi cái gì trên mặt thế? Kìa em, có gì mà lớn tiếng thế? Chúng nó đang chơi vui thôi mà. Thôi được rồi, Bin, mẹ hỏi con, có đúng con đưa cái máy bay này cho thằng bé này không? Vâng, đúng ạ. Bin ơi là Bin, mẹ đã bảo con không được tự tiện cho ai cái gì mà chưa xin phép mẹ cơ mà. Nhưng con có cho bạn ấy đâu, con đổi mà. Đổi? Con đổi lấy cái gì? Con đổi cái máy bay lấy chị lúa. Bin, con nói cái gì vậy? Sao lại đem máy bay đổi lấy chị lúa được? Chú ơi, là cháu bảo em ấy đổi đấy ạ. À. Em Khoai rất thích cái máy bay. Từ trước đến nay em ấy chẳng có thứ đồ chơi gì cả. Còn Bin bảo, Bin thích có một người chị như cháu. Thế là cháu hỏi em Bin có muốn đổi không? Em Bin đồng ý để Khoai chơi máy bay. Còn cháu sẽ sang làm chị của Bin. Cô xin lỗi các cháu. Cô không biết mọi việc lại như vậy. Bin chơi với chị vui lắm. Vui hơn máy bay. Vui hơn tàu hỏa. Bin không trả chị về đâu. Anh nghĩ là từ giờ cánh cửa cổng nên mở rộng ra em à. Em đồng ý. Hoan hô, hoan hô. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.